Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. MU gửi lời đề nghị 80 triệu cho Thibaut Courtois. Mason Mount chấp nhận giảm lương để gia nhập MU. MU chính thức giao bán Fred. Ronaldo lập kỷ lục Guinness. MU gửi lời đề nghị 80 triệu cho Thibaut Courtois. Theo thông tin từ Defensa Central, Man United có thể gửi lời đề nghị khoảng 80 triệu euro cho thủ môn Thibaut Courtois của Real Madrid. Man United vừa trải qua một mùa bóng khá ấn tượng. Tuy nhiên, để cạnh tranh danh hiệu ở những đấu trường hàng đầu như là Champions League và Premier League, huấn luyện viên Erik Ten Hag cần thêm những cầu thủ đẳng cấp trong đội hình. Các tuyến của đội chủ sân Old Trafford cần được củng cố, trong đó vị trí thủ môn sẽ là ưu tiên khi tương lai của David de Gea vẫn chưa rõ ràng. Sẽ không bất ngờ nếu cầu thủ người Tây Ban Nha rời khỏi Man United theo dạng chuyển nhượng tự do khi đã đáo hạn hợp đồng. Quỷ đỏ cũng đã được liên kết với nhiều thủ môn mà mới đây nhất là Thibaut Courtois. Thibaut Courtois là một phần không thể thiếu của đội hình Real Madrid. Anh là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Đồng thời, Thibaut Courtois cũng đã 31 tuổi. Do đó, nếu một lời đề nghị trị giá 80 triệu euro xuất hiện trên bàn đàm phán, Real Madrid có thể cân nhắc. Câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha đã rất cởi mở trong việc để những cầu thủ chủ chốt ra đi trong những năm gần đây. Trên thực tế, cả Rafa Varane và Casemiro đều đã gia nhập Man United trong hai kỳ chuyển nhượng mùa hè liên tiếp. Mason Mount chấp nhận giảm lương để gia nhập MU. Gia nhập câu lạc bộ Man United, Mason Mount được nhận mức lương khá khiêm tốn. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, Man United nhắm đến một loạt ngôi sao gồm Mason Mount, Harry Kane, Rasmus Højlund hay Declan Rice. Sau thời gian dài đàm phán, Quỷ đỏ đang ở rất gần Mason Mount. Tiền vệ người Anh còn một năm hợp đồng với Chelsea và quyết tâm ra đi, đồng thời khát khao gia nhập MU để chinh phục các danh hiệu. Theo báo chí nước Anh, đội bóng của huấn luyện viên Erik Ten Hag sẽ bỏ ra khoản tiền 48 triệu bảng cộng thêm các phụ phí để nhận được cái gật đầu từ phía đối tác. Con số cuối cùng mà MU chi ra để sở hữu Mason Mount dự kiến lên tới khoảng 55 triệu bảng. Gia nhập Man United, ngôi sao người Anh sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn từ năm 2028 kèm theo mức lương được tiết lộ là dưới 100.000 bảng một tuần. Mức lương này của Mason Mount cao hơn thu nhập 80.000 bảng một tuần tại Chelsea, nhưng khá khiêm tốn so với mức lương 375.000 bảng một tuần của David De Gea. Hay như Rashford hiện tại cũng đang nhận mức lương lên tới 200.000 bảng một tuần và thậm chí đang được gợi ý tăng lương lên tới 375.000 bảng một tuần nếu đồng ý gia hạn hợp đồng với Quỷ đỏ. Với việc đôi bên đã tìm được tiếng nói chung về giá cả, còn Mason Mount khao khát gia nhập MU, thương vụ bom tấn này dự kiến sẽ được hoàn tất trong ngày tới. Trước đợt tập trung của đội tuyển Anh, Mason Mount cũng được đặt câu hỏi về việc gia nhập Man United. Tuy vậy, cầu thủ sinh năm 1999 từ chối trả lời về tương lai. Bên cạnh Mason Mount, Man United còn quan tâm tới hậu vệ Kim Min-jae của Napoli và thủ thành David Raya của Brentford. Tuy vậy, cả hai thương vụ này đều không mang lại tín hiệu khả quan cho ban lãnh đạo của Quỷ đỏ. Thủ thành David Raya được cho là đang thỏa thuận với Tottenham, còn Kim Min-jae thì đang tiến gần với bản hợp đồng 5 năm với đại gia của bóng đá Đức là câu lạc bộ Bayern Munich. MU chính thức giao bán Fred. Telegraph cho biết MU kỳ vọng sẽ thu về 20 triệu bảng nếu bán tiền vệ Fred ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Cầu thủ người Brazil còn một năm hợp đồng với MU. Quỷ đỏ chưa có ý định gia hạn với Fred, đồng thời không muốn mất trắng cầu thủ 30 tuổi này vào mùa hè năm sau. Telegraph cho biết Fulham là đội muốn chiêu mộ Fred nhưng không đủ khả năng trả 20 triệu bảng cho MU. Đội bóng thành London kỳ vọng Quỷ đỏ có thể giảm giá ở thương vụ này. Hôm 29 tháng 5, huấn luyện viên Marco Silva của Fulham đã có cuộc nói chuyện ngắn với riêng Fred sau trận đấu tại vòng cuối Premier League. Hành động của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha làm dấy lên tin đồn về việc Fulham có thể chiêu mộ Fred trong mùa hè này. Nếu đội quân cho đội chủ sân Craven Cottage, Fred có thể sát cánh với một cựu cầu thủ MU khác là Andreas Pereira. MU phải chịu lỗ nếu muốn bán Fred ngay trong mùa hè này. Năm 2018, Quỷ đỏ trả đến 52 triệu bảng cho câu lạc bộ Shakhtar Donetsk để sở hữu cầu thủ người Brazil. Sau 5 mùa giải, Fred thi đấu 213 trận và ghi 14 bàn. Trong đội hình của MU, Fred chỉ là phương án dự phòng ở hàng tiền vệ cho bộ ba Casemiro, Christian Eriksen và Bruno Fernandes. Sau trận chung kết Cúp FA với Man City hôm 3 tháng 6, Fred lên tiếng về tương lai của mình. Tôi sẽ nói chuyện với ban lãnh đạo và huấn luyện viên Ten Hag để xem xét quyết định đôi bên. Tôi muốn biết kế hoạch của đội ở mùa giải kế tiếp và trở thành nhân tố quan trọng. Tôi vẫn hạnh phúc với cuộc sống tại MU. Không chỉ Fred, MU cũng xem xét thanh lý Scott McTominay. Tiền vệ người Scotland còn hợp đồng đến tháng 6 năm 2025. Tuy nhiên, huấn luyện viên Ten Hag vẫn muốn giữ Scott McTominay và xem anh là phương án xoay tua phù hợp. Một loạt cầu thủ khác có thể rời MU trong mùa hè này, bao gồm Harry Maguire, Anthony Martial, Donny van de Beek, Anthony Elanga, Alex Telles hay Eric Bailly. Ronaldo lập kỷ lục Guinness. Cristiano Ronaldo được sách kỷ lục Guinness xác nhận kỷ lục ra sân nhiều nhất lịch sử ở cấp độ đội tuyển quốc gia của môn bóng đá với 200 trận cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Cristiano Ronaldo bắt đầu sự nghiệp từ đội bóng Andorinha ở địa phương, câu lạc bộ mà anh thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên là Sporting Lisbon. Nhưng tên tuổi của Ronaldo được nhiều người biết tới từ khi anh chuyển tới thi đấu cho câu lạc bộ Manchester United. Ronaldo là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Bồ Đào Nha, thi đấu ở vị trí tiền đạo và là đội trưởng của cả ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình từ khi còn là một cậu bé nghèo khó ở Madeira và sau đó gia nhập các đội bóng lớn như Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid và Juventus. Ronaldo đã giành được 5 giải Quả bóng vàng và 4 chiếc giày vàng châu Âu, nhiều nhất của một cầu thủ tại châu Âu. Anh ấy đã giành được 32 danh hiệu trong sự nghiệp của mình, bao gồm 7 chiếc vô địch quốc gia, 5 UEFA Champions League, UEFA European Championship và UEFA Nations League. CR7 giữ kỷ lục về số lần ra sân nhiều nhất 183, ghi bàn 140 và kiến tạo 42 lần tại Champions League, ghi bàn tại giải vô địch quốc gia châu Âu 14, bàn thắng quốc tế nam 122 và số lần ra sân quốc tế nam 198. Anh ấy là một trong số ít cầu thủ đã có hơn 1.100 lần ra sân trong sự nghiệp chuyên nghiệp và đã ghi hơn 800 bàn thắng chính thức trong sự nghiệp cho câu lạc bộ và quốc gia. Với việc được huấn luyện viên Roberto Martinez điền tên vào danh sách xuất phát trận đấu Bồ Đào Nha làm khách trên sân của Iceland ở lượt trận đấu thứ tư vòng loại Euro 2024, Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá chạm cột mốc 200 trận thi đấu quốc tế cấp độ đội tuyển quốc gia. Kỷ lục này được tạo ra bởi Ronaldo từ ngày 20 tháng 8 năm 2003 đến ngày 29 tháng 6 năm 2023. Sách kỷ lục Guinness cho biết, trước khi màn so tài giữa Iceland và đội tuyển Bồ Đào Nha bắt đầu, tổ chức kỷ lục thế giới Guinness đã có mặt để trao chứng nhận cho Ronaldo. 200 trận đã chứng tỏ được tình yêu mà tôi dành cho đất nước mình. Đối với tôi, đó là một cột mốc cực kỳ quan trọng. Nó có nghĩa là rất nhiều. 200 là con số đẹp và đặc biệt chưa làm cầu thủ nào chạm tới được. Tôi rất tự hào vì đây là thứ mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể với tới. Và tôi đang tiếp tục lập kỷ lục, Ronaldo chia sẻ. Càng ý nghĩa hơn khi trong trận đấu mang tính chất lịch sử này, Ronaldo đã ghi bàn duy nhất giúp đội tuyển Bồ Đào Nha đánh bại Iceland. Phút 89, Gonçalo Ignacio đánh đầu kiến tạo cho Ronaldo băng xuống và dứt điểm đánh bại thủ thành Bruno Fernandes. Trọng tài ngay lập tức thổi còi khi cho rằng cầu thủ Bồ Đào Nha đã việt vị, nhưng sau đó đã công nhận bàn thắng nhờ sự tham khảo của công nghệ VAR. Bản tin bóng đá của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!